gió đưa cành trúc la đà, fan yêu tôi thật hay là yêu chơi. Mấy dạo này nhiều chủ đề về các cặp đôi quá, nên anh em có ước nguyện chị Kính lên video về cặp chị em bài trùng trong gãy TV. Tính không làm mà fan like quá trời, nên đành phải đặt bút xuống nghĩ câu đố cho anh em nè. Vẫn như mọi khi thôi, like rồi vào việc nào. Câu 1, Thị Nhung và Thảo Ly, ai lớn tuổi hơn? Chị Thảo gọi chị Nhung là chị thì tất nhiên chị Nhung lớn tuổi hơn rồi. Chị Nhung lớn hơn chị Thảo 2 tuổi lận đó. Hơn nữa còn là người đã có gia đình và là mẹ của hai em bé rồi đó. Không đi quá vội, anh đây sẽ đợi vì dừng bao nhiêu lần đèn đỏ chỉ khiến anh vui thôi. Câu 2 là fan của hai chị, nhưng bạn có biết ai là người tham gia vào gãy TV trước không? Có vẻ khó với những bạn không hiểu quá nhiều về hai chị đúng không? Đáp án là chị Nhung tham gia gãy TV trước nha. Nhưng chị Nhung cũng không phải là nữ diễn viên đầu tiên của gãy đâu các bạn ạ. Em buông tay anh vì lý do gì? Hãy nói bạn này phải nghĩ suy. Có ba, mà đó là ai nhỉ? Các bạn có biết không? Chưa biết thì trước khi là một biên kịch tài năng như bây giờ thì chị Yến Xôi đã từng là một diễn viên đời đầu của team gãy đó. Đúng là vợ chủ tịch có khác, vừa có thể làm diễn viên lại vừa có thể nghĩ ra những kịch bản triệu view như vậy. Làm sao dài mãi được đây tình yêu. Chẳng đến vào ngày đầy đắng, bằng theo mình nụ cười say đắm. Làm sao dài mãi được đây tình yêu. Câu 4, mà các bạn ơi, sau khi đu idol 10 năm có lẽ mà chị vẫn chưa phân biệt được ai xinh hơn luôn ấy. Bạn chấm điểm giúp chị Kính xem ai xinh hơn nào. Ca này khó nha, nếu dễ thì chị Kính đâu có hỏi fan làm gì. Ai là fan của chị Thảo thì like, còn ai là fan của chị Nhung thì để lại một comment nào. Câu 5, dân đu idol thứ thiệt đâu rồi? Thảo Ly thích món gì hơn? Trong khi tất cả thành viên của team gãy nghiện cơm gà thì riêng chị Thảo lại là tín đồ của trà sữa. Có vẻ như cô nàng nào cũng bị mềm lòng trước trà sữa hay sao ấy nhở? Các anh biết làm sao để tán được Thảo chưa? Một ngày tán cho nó 5 lít trà sữa vào đổ ngay. Yêu luôn. Câu 6, ai cũng nghĩ Thảo Ly và Thị Nhung là bạn thân thiết của nhau. Nhưng không bé ơi, bé nhầm to rồi. Vậy đố các bạn, ai là người đã từng thừa nhận hai người không phải là bạn thân? Livestream của chị Nhung, chị ấy có khẳng định là do hai chị không thân thiết nên Hồng có đưa ra nhận xét, chỉ là hai chị ấy hay đóng chung nên fan nghĩ là thân nhau thôi. Chị với chị Thảo, ôi chị Thảo, chị với chị Thảo là hai cái lối sống nó khác nhau, là không không thể nói là chơi nhau hay là không chơi nhau đó. Từ rất lâu rồi chỉ là đồng nghiệp và lối sống nó khác nhau vậy thôi. Trả lời này để khẳng định một lần nữa với các bạn đang nghĩ chị Nhung hay chị Thảo là trà xanh nhá. Anh Tuấn từng khẳng định trước giờ chỉ yêu chị Nhung và không bao giờ yêu chị Thảo, thế nên không có ai là trà xanh hết nhá.
các chị bị ngã xe ngoài đời thực đâu các bạn ạ. Mà ở trong những tập phim của Gãy, hai chị tập đi xe đạp, chị Nhung thì bay lên tường rào, còn chị Thảo thì bay xuống ao đó. Thảo, xe nhà em vẫn bay mà em không nhớ à? Mà cái bên không qua thì chẳng đi mà, lao ở cái bên qua ao à? Tại em vui quá, em quên mất. Câu 9, bạn có bao giờ tò mò về mức cát xê mà chị Thảo nhận được khi làm diễn viên của Gãy TV không? Theo bạn, chị ấy được bao nhiêu một tháng? Không rõ con số chính xác là bao nhiêu, nhưng trong một bình luận của anh Hiếu, giám đốc của Gãy TV có nói tháng gần 100 củ. Thì ấy là diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nên con số đó cũng là hợp lý thôi mà. Câu 10, vậy thì bạn có biết chị Nhung và chị Thảo ai giàu hơn không? Những nữ diễn viên xuất sắc của Gãy TV, nhưng Trần Tổng lại sở hữu khối tài sản cách xù hơn và còn có hẳn con ô tô đỏ rực cơ mà. Câu 11, diễn viên nổi tiếng thì đi đôi với drama. Bạn có biết ai bị chịu áp lực nhiều từ anti fan hơn không? Chị Thảo nhiều hơn nhỉ, nhưng người bị thị phi hơn chính là chị Nhung đó. Chị ấy bị đồn là nói xấu Bác Hồ, rồi thì sảy thai, rồi là bị chỉ trích có em bé trước khi cưới. Mà chị Thảo thì dính mỗi drama Trà Xanh thôi ạ. Ta đã phóng một trên con Mustang, chứ không một quang trong khi vài tháng. Nếu là ngày đó ta phải lạc mất tâm, vì ta quá tăng ngay sau phải nằm. Và một hôm tăng thu lay bách, theo các thằng định hách, quay tới tìm cách ăn cao còn trách ngờ thỏ bên bách là. Câu 12, trong hai người, ai thuộc cùng hoàng đạo market? Chính hiệu là chị Nhung nha, cung cung hoàng đạo với chị Kính đó. Bình luận tên cung hoàng đạo của bạn xuống dưới để chị Kính khui bí mật nào. Câu 13, ai đã từng đi du lịch Hàn Quốc? Hàn đến nỗi còn bị đồn là quốc tịch Hàn Quốc cơ mà. Nhưng bố mẹ chị ấy ở bên Hàn nên chị ấy sang chơi thôi, tiện thể đu chen ở Hàn cho phàn lát con mắt đó. Hello, hello, Lily. Ngạc tự nhiên chưa? Câu 15, khai thật đi, bạn thuộc thành viên group fan của chị Thảo hay là chị Nhung? Comment xuống dưới nhé. Video khám phá cặp chị em laser đến đây là hết rồi. Bạn muốn chị Kính làm về chủ đề gì thì đừng ngại bình luận xuống dưới nhé. Nhớ like và đăng ký kênh cho tôi nữa đó. Bye bye.